Hello cả nhà, chào ngày mới. Wow, mọi người có thấy con mèo nhà nô không? Con mèo này không phải là con mèo nhà nô, mà con mèo này là con mèo hoang á. Wow, bây giờ nó nằm lên cái nệm á mọi người, nó thích lắm mọi người. Bây giờ là 11 giờ trưa của ngày 17 tây tháng 6 năm 2020. Wow, mọi người thấy nó nằm trên cái nệm không? Cái nệm đó là cái nệm của baby á cả nhà, cái nệm của em bé thiệt á. Coi nó nằm nó ngủ ngon không nè, hả cưng nó chưa, thấy nằm ngoan không, nằm ngủ yên không, thấy thương không? Hôm nay mới thấy ổng nằm yên mà ngủ được một chút xíu bình thường đó nha. Là chim ở ngoài giường là nó hót á, là ông này là ông lo ra, ông là dạng mèo hoang á, cho nên là ông hay nhạy cảm với tiếng động lắm, bất kỳ một cái tiếng động nào cũng làm ông gọi là lăng xăng á, để ông sợ bị tấn công á cả nhà. Hôm nay nô thấy ông ngủ ngon nên nô quay cho mọi người xem nè, thấy không, hiếm có khi nào mà ông được nằm ngon giấc giống vậy lắm, mà nằm trên cái nệm nữa. Thời gian gần đây là ổng không có đi đâu hết nha cả nhà, ổng cứ 24 trên 24 giống như là này nhà ổng luôn rồi, ổng đi đâu hết trơn á. Thấy thương không, coi nó nằm ngủ ngon không, cái này là cái cảnh này rất là hiếm luôn á. Mà cũng may là nó ngủ ngày, nó thức đêm chứ nó mà ngủ ban đêm nữa, mà nó phê kiểu này là thế nào nó cũng bị hai con chó sói làm thịt rồi. Ngoan không, thương không, ngủ ngon không? Ok, chúc cả nhà một ngày mới nhiều niềm vui nha. Bây giờ nó phải ngồi đây á, nó canh á, để coi chừng chó sói nó đi tới là phiền não lắm á. Nhiều khi chó sói ban ngày nó cũng đi lang thang tại nó biết nó để đồ ăn á. Bye bye, hẹn gặp lại nha.